Xin chào tất cả quý các bạn nhé. Thì ở những clip trước thì cũng có một số bác nào có hỏi là còn những loại cây tầm như nào, hiện tại bây giờ trên vườn còn những loại tầm cây như nào. Quay một số vườn to thì các bác là kêu to quá, và quay một số vườn nhỏ thì các bác lại kêu nhỏ. Thì hôm nay quay cho các bác cái vườn quất thế này đây. Cây nó trung bình chiều cao nó tầm khoảng 1m8. Đấy, trung bình chiều cao nó khoảng 1m8. Thì quý vị và các bạn mà có nhu cầu mua đến với cây quất thế 1m8 này thì giá hiện tại bây giờ là tầm khoảng 220.000 một cây. Đấy, 220.000 một cây quất thế này nhá. Thì dàn quả cũng tương đối là đều đấy. Quay lên đây nhiều khi nó không thực tế. Quý vị các bạn mà về tận vườn được thì là đẹp nhất, ngắm thực tế tại ruộng luôn. Cái giá này thì nhà vườn cũng chỉ là hiện tại bây giờ cũng gọi là bán lấy lại cái gốc thôi, còn chưa tầm này không còn lời lãi gì nữa rồi. Giá cây như này mà có 220.000 thì tầm này không còn lời lãi gì. Thì để tránh mất thời gian của quý vị các bạn trong những ngày Tết này rất là bận rộn, mình sẽ quay cho quý vị và các bạn luôn cái biển của nhà vườn. Nếu mà quý vị các bạn mà có nhu cầu thì liên hệ thẳng trực tiếp với chủ vườn nhé. Liên hệ trực tiếp chủ vườn, không qua khu trung gian nào cả. Cây tương đối là cao, 1m8 này. Có những cây lên đến 2m đấy. Thì số điện thoại của nhà vườn đây: 0987 566 990. Mình xin đọc lại số điện thoại nhé: 0987 566 990. Đấy. Thì cây nó chỉ có thế. Quý vị và các bạn lấy được thì liên hệ ngay. Với giá cây năm nay thì không còn phải là no đắt nữa, gì nữa rồi. Với cái dàn cây này đây, những cây cao, có những cây cao lên đến 2m luôn. Dàn quả thì tương đối là đều. Quý vị và các bạn mà có nhu cầu thì chốt ngay. Đấy. Thì tổng số cây trong vườn này nó lên đến tầm khoảng 200 cây. Thì đợt này cây cũng bắt đầu đang nhí nụ ra hoa, rất là đẹp luôn. Thì mình cũng đang gấp, cũng muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn mà cũng muốn bán cây cho bà con. Thì thời gian nó cũng không có dài, thì mình cũng xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau nhé.